Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 23 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của bài 23 là Theo quảng trường ngủ. Theo ngủ là khiêu vũ. Theo quảng trường ngủ, quảng trường là quảng trường. Như vậy là theo quảng trường ngủ có nghĩa là múa tập thể hay là những điệu nhảy tập thể thôi. Ở những cái quảng trường, ở những cái chỗ rộng rãi, nhiều người cùng thực hiện cái điệu múa đó thì gọi là theo quảng trường ngủ. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần, đọc chậm một lần để mọi người tiện theo dõi. Coi có mình đã nghe hiểu được nhiều chưa? Minh Yue shi Trung Quốc Shang Hai ren, jin nian 72 sui. Yin wei ta de er zi yi jia ren zai Mei Guo, suo yi ta lai Mei Guo bang zhu er zi, zhao gu sun nu. Minh Yue zai Mei Guo ren shi le 很多华人爸妈他们都不会说英语。明月喜欢跳舞，他带着这些老人开始跳广场舞。一起跳广场舞，让他们在美国的生活有了乐趣。但是因为疫情，他们已经一年没有跳舞了。Và vừa rồi mọi người có nghe và hiểu được nhiều không ạ? À? Bây giờ mình tiến hành giải thích cho các anh chị và các bạn nhé. Miễn duyên là minh nguyệt, tức là trăng sáng. Bây giờ nam hay nữ mình chưa biết. Bây giờ mình coi cái tên này của nam hay nữ nha. Miễn duyên là minh nguyệt là tên riêng. Sư Trung của Sang Hải Rỉn là người ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Sư Trung của Sang Hải Rỉn, chín nén chi sửa ơ xuê. Chín nén chi sửa ơ xuê. Năm nay 72 tuổi. À, cũng lớn rồi đây. Lớn tuổi rồi, nén chi ta là. Yin wei ta de er zi yi jia ren zai Mei Guo, yin wei ta de er zi yi jia ren. Er zi yi jia ren tức là cả nhà của cậu con trai. Yin wei ta de er zi yi jia ren, bởi vì cả nhà của cậu con trai của ông ấy, ta de er zi yi jia ren. Zai Mei Guo là ở Mỹ. Hoặc là trú trai Mỹ của thì là sống ở Mỹ cũng được. Yin wei ta de er zi yi jia ren trai Mỹ của. Sở dĩ là cho nên. Yin wei sở dĩ là câu quan hệ nhân quả, tức là quan hệ nguyên nhân và kết quả. Sở dĩ tha lại Mỹ của, cho nên ông ấy đã đến Mỹ. Và người nói này cũng đang ở Mỹ cho nên mới dùng từ lại Mỹ của. Bang zhu er zi. Bang zhu er zi là giúp cho đứa con trai để làm gì? Trao cu xuân nữ, chăm sóc cái đứa cháu nội gái. Xuân tử là cháu nội trai và xuân nữ là cháu nội gái. Trao cu xuân nữ tức là chăm sóc cho đứa cháu nội gái. Miễn duệ trai Mỹ của rên sư là hình tố hỏa rễn ba má. Miễn duệ trai Mỹ của cái bác Minh Nguyệt này ở tại Mỹ. Ở đâu xong mới làm gì, nhưng mà bác Minh Nguyệt này ở tại Mỹ rồi gì nữa. Rên sư là rên sư, cũng có người nói rên sữa. Thực ra nếu mà theo Trung Quốc đại lục thì là rên sư ngay chỗ đó nó không có thanh, rên sư thôi chứ không phải rên sữa. Nhưng nhiều người vẫn nói rên sữa thì tùy các bạn, mình để thanh nguyên thủy vì không có cái thanh khinh thanh, tìm phông chữ không có. Miễn duyên trai Mỹ của rên sư là hình tố hỏa rên ba ma. Minh Nguyệt ở tại Mỹ, rên sư là đã quen biết rất nhiều những ông bố bà mẹ Hoa Kiều. Hỏa rỉnh là người Hoa. Hỏa rỉnh ba má tức là những ông bố, những bà mẹ Hoa Kiều. Tha minh tô bủ khuy so yên gì, họ đều không biết nói tiếng Anh. Tha minh tô bủ khuy so yên gì. Miễn duyên sĩ hoan theo vụ, Minh Nguyệt thích khiêu vũ. Miễn duyên sĩ hoan theo vụ, Minh Nguyệt thích khiêu vũ. Tha tay trơ xe lào rỉnh, ông ấy dẫn hoặc là ông ấy đưa, dẫn dắt cũng được, từ tay đó với nghĩa đó. Những cụ già này trơ xe lào rỉnh. Rồi, khai sự theo quảng sáng ngủ, bắt đầu nhảy những cái điệu nhảy tập thể theo quảng sáng ngủ. Y chỉ theo quảng sáng ngủ, cùng nhau nhảy những cái điệu nhảy tập thể này. Rang tham minh trai mày của tờ sân hỏa. Sân hỏa là cuộc sống. Khiến, chữ rang là khiến. Khiến cho cuộc sống của họ tại Mỹ. Rang tham minh trai mày của tờ sân hỏa. Dù lơ lơ chi,
là có được cái niềm vui, lơ suy âm ở việc là chỉ lạc thú, tức là niềm vui, đã có được niềm vui. Chứ nếu không biết tiếng Anh rồi không biết đi đâu rồi con cái là đi làm việc tối ngày thì mấy cái người lớn tuổi này họ sẽ cảm thấy buồn. Thì bây giờ cùng nhau nhảy cái điệu nhảy tập thể đó, rồi sinh hoạt rồi này nọ, người Hoa với nhau thì họ cảm thấy vui. Y chỉ theo quán sáng ngủ răng thăm mình trai mày của ta sân hồ dù lỡ lỡ chi. Tan sư yên quay di chuyển, nhưng mà bởi vì tình hình dịch bệnh, di chuyển là tình hình dịch bệnh, cứ nói di chuyển ta hiểu ngay, tức là cái dịch viêm phổi Vũ Hán á. Thăm anh gì chứng di nẻn mỹ dù theo vụ là họ đã 1 năm rồi không có khiêu vũ nữa, di nẻn mỹ dù theo vụ là đến đây thì mình xin kết thúc phần 23. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ nếu ai chưa đăng ký thì đăng ký và cho thầy một like để thầy post mấy cái video clip này lên YouTube, nó ít kiểm duyệt, cái post nó nhanh đỡ mất cái thời gian ngồi chờ. Xin chào mọi người.